Dạ, sa thú lành thai. Như Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cảm ơn Sích Trần Đạo, Sích Tam Phương đã hoan hỷ lên ông bài, và ngày hôm nay bài học hơi dài nên là còn vài vị không có được ông bài. Dạ, rất là hoan hỷ quý vị. Nam mô Bích Thai. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được Thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, nhưng điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Trước khi con thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chánh văn và cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Con cũng thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa quan năm vào đạo tràng. Bài học hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka. Chương 3, Ba Pháp, Phẩm Ba La Mã, bài 76. Bài 67 La Mã. Dạ, con xin sám hối. 66 La Mã. Con xin được đọc chánh văn. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Do hy vọng được ba lạc này, bậc hiền trí hộ trì giới. Thế nào là ba? Mong rằng lời tán thán sẽ đến với ta, bậc hiền trí hộ trì giới. Mong rằng tài sản sẽ khởi lên cho ta, bậc hiền trí hộ trì giới. Mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh lên thiện thú thiên giới. Cõi đời này, bậc hiền trí hộ trì giới. Này các tỳ kheo, do hy vọng được ba lạc này, bậc hiền trí hộ trì giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. Bậc trí hộ trì hy vọng được ba lạc, được khen, được tài sản, đời sau sống hoan hỷ trong cảnh giới chư thiên. Nếu không làm điều ác, nhận theo kẻ làm ác, thì bị nghi làm ác và bị tăng tiếng xấu. Giống như người làm bạn, giống như người làm theo. Người này giống người ấy, giống như người cộng trú. Người theo, người được theo, xúc chạm, được xúc chạm. Như cây tên nhiễm độc, nhiễm bỏ tên chưa nhiễm. Bậc trí vì sợ nhiễm nên không bạn.
Nên không bạn kẻ ác với ngọn cỏ Kusa, dùng gói đồ cả thúi Kusa, hai mùi thúi cũng vậy gần kẻ ngu. Còn người dùng ngọn lá gói hương ta Gara, ngọn lá bay mùi thơm cũng vậy gần bậc trí. Do vậy nhờ nghĩ đến cái vỏ bằng lá ấy, biết được những cái gì sẽ rơi vào tự mình. Bậc hiền trí không theo những hạng người bậc thiện, chỉ biết làm bạn thân những người lành hiền thiện. Những kẻ ác bất thiện chắc dẫn đến địa ngục, những kẻ tốt lành đạt đến cảnh thiện thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt tại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ vọng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. À, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài 76 La Mã. Trong phần chánh kinh, chúng ta đã nghe đọc phần chánh kinh rồi. Chúng tôi xin nói đến ba cái chi pháp chính ở trong nội dung bài kinh hôm nay mà chúng ta nghe được Đức Phật Ngài dạy. Và được nữ cư sĩ Khuchutara đã tường thuật lại, trùng tuyên lại cái lời dạy của Đức Phật. Ở đây đó thì nội dung của bài kinh là như vậy. Trước khi giảng cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Aphiwadami. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư, bi trí vẹn toàn. Swakato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. Subhatibano Phagavato Sawakasanko Sankhan Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay chúng ta được biết đó là Đức Phật Ngài dạy rằng với một cái người hiền trí đó, hộ trì giới và ba cái yếu tố ở đây là nói cho rõ đó là ba cái quả lành mà do cái người trì giới tu tập giới có được. Tuy nhiên thì ở chúng ta nhớ trong cái việc mà trì giới đó, thì là một trong những cái bước đầu tu tập. Khi mà Đức Phật Ngài vừa giác ngộ xong á,
Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngày gặp, trước khi, sau khi gặp ngài tôn giả Công Tử Giá Xá ra, thì sẽ là gặp được hai người cha và người mẹ, và người vợ thứ hai của Công Tử Giá Xá đó. Thì Đức Phật ngài thường là thuyết tuần tự pháp, thì trong đó có cái gọi là bố thí. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là quả của cõi trời, thứ tư là cái sự ly dục, và cuối cùng đó là xuất gia ly dục. Thì những cái quả báo, hay là nói đến những cái tuần tự pháp, tức là từ thấp lên cao, từ cái việc mà dễ làm cho đến cái việc khó làm, khó thực hành. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là ba cái quả mà hôm nay chúng ta nói đó là quả của, do cái việc giữ giới, quả lành do cái việc giữ giới. Thường thường chúng ta nghe trong tiếng Việt nó là quả báo, thì cái gì đó nó rất là nặng nề, tưởng như dường như đó là pháp bất thiện mang lại. Nói anh hay chị gì đó bị cái quả báo. Nhưng mà chúng tôi nói là mình phải nói rõ rằng là cái quả lành do cái việc giữ giới đó mà ra. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói đến cái từ giới, cái định nghĩa cái từ giới. Chữ giới ở trong Pali thì có lẽ là quý vị cũng biết rồi, chữ sila có nghĩa là cái sự chủ tâm gìn giữ cái điều học, hay là cái hàng rào để ngăn ngừa những cái lỗi lầm, những cái sai trái do hành động lời nói của mình. Thì cái đó được gọi là giới. Thì giới nó có nhiều cái phương diện, nhiều phương diện. Nhưng mà nói đến cái phương diện mà người cư sĩ, thì sự thật ra ở đây nói đến ba cái quả. Nhưng mà trong kinh cho chúng ta biết tới năm cái quả lận. Nhưng mà ba cái quả này là ba quả chính. Dĩ nhiên là cái việc mà giữ giới nó không phải chỉ giới hạn bấy nhiêu, mà nó là một trong những cái điều kiện nền tảng để giúp cho vị hành giả, vị hành giả tu tập để hướng đến giác ngộ, chứ không phải chỉ giới hạn ở trong ba cái quả lành này không. Nhưng mà ở đây á, chúng ta thấy rằng ba cái quả lành này là ba cái quả lành mà chúng ta hiểu rằng đó là phước của quả lành, phước lành do cái việc giữ giới đó mà cho sanh lại ở cõi nhân thiên, được đầy đủ cái phước báo, tức là cõi trời, cõi người của chúng ta. Trở lại cái điều giới mà Đức Phật ngày dạy ở đây á, từ si lá là cái hàng rào để ngăn chặn những cái hành vi xấu. Và nếu như một người giữ giới thì cái người đó phải có cái sự chủ tâm, tức là cái sự chủ tâm. Thường thường đó là chúng ta nói đến cái sự cố ý thì nghe nó hơi là nặng. Ví dụ như con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa, thì thường thường nó cố ý mình làm cái gì đó. Thì ở đây đó là cái sự chủ ý của chính mình, mà chủ ý ở trong cái từ Phật giáo đó là gọi là chetana. Chetana, và chính chetana đó nó tác tạo thành động lực. Nếu chúng ta nói trong việc diệu pháp thì nó tác tạo thành động lực. Và động lực đó có thể là động lực thiện, có thể đó là động lực bất thiện, và có thể đó là động lực tốt, vân vân. Như vậy thì có những động lực tạo ra cái quả xấu, đó là 12 tâm bất thiện. Và động lực nó tạo ra quả tốt thì chúng ta hiểu đó như là năm tâm, tám tâm đại thiện, năm tâm thiện sắc giới và bốn tâm thiện vô sắc. Động lực siêu thế nó cũng là động lực ở trong tâm đạo hay là ở trong tâm quả, lĩnh vực đó chúng ta sẽ không bàn ở đây, nhưng mà nó cũng là động lực. Trở lại đó thì ở đây đó, cái sự giữ giới ở đây trước nhất á, mà chúng ta thấy cái quả đầu tiên, quả lành đầu tiên,
cái quả lành đầu tiên ở đây là mong được người khác tán thán. Sự thật ra thì không phải giữ giới chỉ có bấy nhiêu, không phải là mình để cho người ta khen tặng mình, nhưng mà sự thật cái quả của cái điều mà cái quả lành mà do chúng ta giữ giới, tức là ở trong năm cái quả báo lành của cái người giữ giới đó, thì thứ nhất là cái tiếng lành đồn xa, thì ở đây đó là mong cho người khác tán thán mình, tán thán mình. Nói điều này để cho chúng ta thấy rằng là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có ví dụ rằng hương của các loài hoa đó thì nó chỉ tỏa ngát hương thơm trong một khoảng không gian nào đó thôi, hoặc là nó xuôi theo chiều gió để mà nó bay khắp xa được một chút, nhưng mà nó cũng có giới hạn trong khoảng không gian. Nhưng mà hương của cái người mà giới hạnh á, thì nó sẽ lan tỏa, nó sẽ bay khắp cùng cả cõi người và cõi trời. Chúng ta nhớ trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy rằng mùi hương các thứ danh hoa tuyệt thơm nhưng khó sánh qua hương người. Hương người đức hạnh thanh tươi xông lên bát ngát khắp dời thiên cung. Đức Phật Ngài dạy như vậy. Cho nên cái người giữ giới á, mặc dù là chúng ta hiểu ở đây đó, cái quả này là chúng ta nói quả ở trong phương diện, ở trên phương diện thế gian. Thí dụ là cái người đó giữ giới tốt thì tiếng lành sẽ đồn xa. Ví dụ như bây giờ nè, chúng ta thấy nếu chúng ta là một cái người cư sĩ, một người cư sĩ đi, mình giữ giới tốt, mình giữ tam quy ngũ giới hoặc là bát quan trai giới tốt, đời sống mình không cần phải đợi ai khen, không phải đợi ai khen, không phải vì người ta khen mà mình làm, nhưng mà rõ ràng là khi mà mình giữ giới tốt như vậy đó, thì cái tiếng lành á, cái tiếng lành á sẽ đồn xa. Cho nên là khi mà người ta nghe đến những cái người nào mà có giữ giới tốt đó, thí dụ như người cư sĩ mình, mình làm ông làm bà trong gia đình, mình làm cha làm mẹ trong gia đình, mình là một cái người gương mẫu, trở thành một cái người Phật tử gương mẫu, mình có giới hạnh, có tam quy, có ngũ giới, có bát quan trai giới, thì điều gì đầu tiên? Đó là cái chỗ nương tựa cho con cháu. Con cháu sống thấy mình sống như vậy, con cháu gương mẫu, thấy mình là gương mẫu cho nên noi theo, học theo. Rồi bây giờ những người chung quanh của chúng ta thấy chúng ta giữ giới tốt thì người ta sẽ khen tặng, ít nghĩa là cô A, chị B, anh C gì đó, cái người đó họ giữ giới tốt, họ sống một đời sống chánh hạnh. Trên phương diện của người cư sĩ thôi, tức là người đó sống chánh hạnh thì người ta sẽ quý trọng cái người đó. Và đi đâu nếu người ta khen, ta khen tặng thì sẽ khen tặng đến cái người đó, khen tặng cái người đó. Cho nên là cái người mà một điều đó là mình là cái người giữ giới tốt thì mình thấy những cái người giữ giới tốt nữa đó, có giữ giới thì mình rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Và mình cũng thích thân cận với những người có giới, với những người có giới. Còn nếu mà cái người đó không có giới thì rõ ràng là nó bất lợi, bất lợi cho gia đình rất là nhiều. Bây giờ nè, Phật dạy mình là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu và các chất say. Nói chung là các chất say là mình không được dùng. Thì nếu mà bây giờ nè, quý vị thấy rằng là ở ngoài đời cũng vậy, một cậu thanh niên mà nhậu be bét đó, uống chè, uống rượu be bét đó, thì có lẽ là cũng không có cô gái nào dám dám ưng cái cậu thanh niên đó, vân vân. Rồi nếu một người phụ nữ mà uống rượu đó thì nó còn tệ hại hơn nữa, bởi vì một khi đã say rồi thì lời nói, hành động, cử chỉ, hành vi của mình không kiểm soát được, thành ra rồi nó đi vượt xa đi cái ranh giới, cái nhân cách của một cái người phụ nữ đoan chính.
của một cái người phụ nữ đúng đắn, một cái người phụ nữ mà theo Nho giáo thì người ta gọi đó là cái đức lành, cái đức của người phụ nữ, cái đức của người phụ nữ, cái hạnh của người phụ nữ. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng một cái người mà giữ giới tốt thì là như vậy. Bây giờ khi chúng ta trở lại, mình chủ tâm để mà mình ngăn ngừa, chủ tâm để mình ngăn ngừa. Ngăn ngừa cái gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu và các chất sai. Thì cái đó là cái sự chủ tâm. Mà cái gì nó làm chủ tâm cho chính mình? Bởi cái yếu tố là sợ, biết mắc cỡ với những cái điều xấu và biết sợ hãi với những cái điều xấu, mà trong kinh gọi đó là lòng tàn và lòng quý, hikri và ottapa. Cho nên hai cái yếu tố đó là quan trọng đó. Nó giúp cho một cái người tu giới của mình, cái người tu tập mình giữ giới được tốt đẹp. Mình phải biết xấu hổ. Xấu hổ ở đây là không phải như e thẹn như cô gái 18, không phải. Mà xấu hổ ở đây là xấu hổ mắc cỡ với những cái điều mà mình không đáng lẽ không đáng không làm, đáng lẽ không làm mà mình làm, thì mình biết xấu hổ những điều đó. Ở đây đó là mình phải biết là nếu mà bây giờ mình là người ông người bà ở trong gia đình mà mình không gương mẫu á, thì con cháu cũng sẽ là xem thường mình. Mình là một cái người vai trò của một cái người cư sĩ Phật tử đó, mà mình không giữ giới á, thì mình cảm thấy mình hổ thẹn với cái lương tâm của mình, hổ thẹn với cái lòng của mình. Và cái yếu tố làm cho mình biết hổ thẹn đó với những điều xấu đó, đó là lòng tạm. Và do mình biết xấu hổ như vậy cho nên là mình không dám tạo cái nghiệp xấu do hành động lời nói. Như vậy thấy không? Cái lòng tàm tức là cái, và chính cái pháp đó, nó trong kinh gọi đó là pháp hộ trì thế gian. Cái pháp hộ trì thế gian, bởi vì chính nhờ cái lòng tàm lòng quý đó mà người ta có trật tự trong xã hội, biết tôn ti trật tự cha mẹ ông bà thầy tổ bậc trưởng thượng vua tôi vân vân, vợ chồng chúng ta biết giữ chân ngực ở trong một cái vai trò của mình, đó là nhờ cái lòng tàm. Và chính nhờ cái điều đó đó, nó làm cho xã hội gia đình được bình an, biết xấu hổ với những điều ác xấu mà chúng ta không làm. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải có cái lòng quý. Lòng quý tức là ottapa, tức là cái tâm của chúng ta luôn luôn biết sợ hãi. Sợ hãi không phải là chuyện gì cũng sợ, không phải. Mà sợ hãi ở đây đó là sợ hãi với những hành vi xấu của mình, sợ hãi với lời nói, hành động của mình. Vai trò của mình là một người Phật tử, một người cư sĩ, một người ông, người bà trong gia đình, một người cha, người mẹ trong gia đình. Hay là bây giờ mình nói vai trò của mình là một cái người xuất gia, một bậc xuất gia. Thì mình biết cái vai trò của mình một bậc xuất gia. Nhờ như vậy cho nên là mình biết sợ hãi. Thứ nhất là sợ hãi cái gì? Sợ hãi bậc thiện trí thức chê trách mình. Một khi mà mình có hành vi sai trái thì bậc thiện trí trích được bậc thiện trí thức sẽ chỉ trích mình và rầy la mình, quở trách mình. Thì mình sợ chứ. Nếu không sợ thì mình không có ngại gì ai hết, ngỏng hại gì ai hết. Cho nên cái người đó là cái người mà họ bất chấp. Khi mà họ bất chấp thì họ tạo cái nghiệp bất thiện do lời nói, do hành động. Cho nên chính nhờ cái sợ đó mà họ, nhất là sợ các bậc thiện trí thức chê trách. Nó là họ sợ. Và khi mà họ sợ thì họ sẽ không làm, không làm điều xấu ác. Và chính vì vậy làm cho cái sự giữ giới của họ tốt. Cái thứ hai nữa là họ sợ cái gì? Sợ cái quả báo xấu một khi mà ác nghiệp do thân khẩu ý tạo ra. Nếu mà mình sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, các cái chất sai. Tuy như vậy đó, quý vị thấy rằng á, nói năm giới là nói ai không biết là giữ sát sanh là dễ, trộm cắp, tà hạnh nó dấu rồi nghe nó quen tai quá rồi.
Nhưng mà để giữ cho nó được trong sạch đó không phải là chuyện dễ. Và như vậy thì cái người Phật tử phải biết giữ, gìn giữ với mình, gìn giữ với mình, phòng hộ lấy mình chính bằng những cái giới hạnh đó. Và cái điều yếu tố mà giúp cho cái sự phòng hộ đó bằng giới hạnh nó tốt đó, là phải nhờ cái lòng quý. Tức là cái điều thứ hai đó là sợ, ở đây là sợ gì? Sợ quả báo xấu. Nếu mà mình ác nghiệp mình tạo ra do thân khẩu gì đó tạo ra, mình sanh vào lầu bàn xanh, rồi mình sanh vào địa ngục, vân vân, do cái hành vi đó. Cho nên Phật giáo nói là nghiệp. Nghiệp bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Khi mà nói đến nghiệp thì nếu mà với cái tâm bất thiện đó, cái tâm ô nhiễm đó, thì tạo ra cái nghiệp bất thiện. Mà quả nghiệp bất thiện đó, thì nó có cái quả báo xấu là khổ, là sanh vào địa ngục hoặc bàn xanh, vân vân. Là do gì? Do cái việc mà chúng ta không biết giữ gìn giới. Mà cái yếu tố thứ hai giúp cho giới mình được trong sạch đó là cái lòng quý, tức là cái tâm quý của mình. Tức là mình phải biết ghê sợ. Sợ thứ nhất là sợ bậc thiện chỉ trích chê trách chúng ta. Sợ thứ hai là sợ cái quả báo xấu khi mà mình tạo cái ác nghiệp. Chúng ta thấy vậy. Rồi bây giờ á, chúng ta thấy cái tiếng lành đồn xa là gì? Cái thứ nhất là mong muốn người khác tán thán mình. Sự thật là mình cũng không phải là chỉ mong muốn, nhưng mà một khi mà mình đã tạo cái nhân lành á, thì mình sẽ được như vậy. Chúng ta nhớ cái câu chuyện ở trong Kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện mà Đức Trời Đế Thích đã một lần có xuống, xuất hiện xuống để mà đổ cái phấn quế của, từ nơi Đức Thế Tôn. Thì chúng ta cũng biết đó là chư thiên á, là họ sợ cái người phàm phu, người ở cõi nhân của chúng ta lắm. Sợ ở đây là sợ cái gì? Sợ cái bất tịnh của cơ thể của chúng ta thôi. Nhưng mà đối với lại Đức Trời Đế Thích á, khi mà hiện xuống một lần nọ Đức Phật ngày bệnh á, thì Đức Trời Đế Thích xuống đã xin Đức Phật để mà chăm sóc Đức Phật, tức là đổ các cái phẫn tớ, phẫn quế từ nơi Đức Phật. Thì ở đây đó, sở dĩ mà Đức Trời Đế Thích đó, mà xuống mà chăm sóc Đức Phật là và đổ các cái phẫn quế từ nơi Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng là Đức Trời Đế Thích quý kính Đức Phật bởi cái giới đức, bởi cái giới đức của Đức Phật. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng á, là một người có giới đó, một người có giới đó, thì chẳng những như vậy đó là cõi người cũng quan hệ với những người đó, và cõi trời đó, các cái vị chư thiên ở các cõi trời á, người ta cũng quan hệ với những cái vị mà có giới đức tốt đẹp. Nha. Yeah. Cho nên ở đây đó, cái quả thứ nhất mà nói là được mọi người tán thán. Cái thứ hai nữa đó là mong muốn được cái gì? Mong muốn được cái gì? Mong muốn được cái tài sản khởi lên. Thì bây giờ cái trong năm cái quả báo đó, thì thứ nhất đó là tiếng lành đồn xa. Cái thứ hai đó là đầy đủ tài sản. Ở đây đó là khi một người giữ giới, cái mục đích không phải là chỉ có dừng lại ở chỗ là đầy đủ tài sản. Mà nếu một người cư sĩ, một người Phật tử giờ giữ giới mà người ta có được tài sản, điều này á, chúng ta thấy nè, không phải là tự giữ giới tự đó nó có tiền, tiền của, không phải. Nhưng mà là ở chỗ á, là một người có giữ giới là như thế nào. Trong kinh mô tả rằng nếu một người cư sĩ có tài sản hợp pháp chính đáng bằng bằng tay lao động của mình, và nếu như cái người mà được giao tài sản, gìn giữ tài sản đó, quản lý tài sản đó, lãnh đạo ở trong một cái ngôi nhà nào đó, thì giao cho những người có giới. Giao cho những người, nên giao cho những người có giới. Tại vì sao mà Đức Phật ngày dạy là nên giao tài sản cho những người có giới để mà lo cho gia đình, hoặc là
cai quản ở một trong gia đình là vì sao? Bây giờ nè, chúng ta thấy nè, cái người mà sở dĩ cái người cư sĩ mà họ có được tài sản nè, không phải là do họ giữ giới mà có tài sản, mà là do họ có cái giữ giới, họ có sự thu thúc. Và do họ có sự thu thúc như vậy đó, thì rõ ràng là tài sản họ làm ra họ giữ được tài sản đó. Bây giờ nè, chúng tôi nói, ở bên ngoài á, dân gian á, thì người ta có nói là tránh đi tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, đàn điếm, ngao du. Bốn cái đó, bốn cái đó. Mà chúng ta nhớ ở trong văn học của Phật giáo, của dân gian Việt Nam của chúng ta nói, cái người phụ nữ có 12 bến nước á, thì có cái bốn cái bến nước, bốn cái bến nước mà thuộc về hệ thứ hai, thứ ba đó, là bốn cái bến nước đó là gì? Đấu kê, đổ bát, nha phiến và ẩm tủ. Đấu kê là đá gà, đổ bát là lắc xi ngầu, nha phiến là bây giờ mình nói là cái từ heroin đó, hoặc là rượu chè đó. Nha phiến là ẩm tủ, đó là ẩm tủ là uống rượu. Thì bây giờ nếu mà rơi người phụ nữ mà rơi vào trong một trong 12 bến nước đó, đó mà có bốn cái bến nước sau cùng là đấu kê, đổ bát, nha phiến, ẩm tủ, thì cái đời cái người phụ nữ đó cũng tiêu. Nếu mà rơi vào cái tình trạng đó cũng tiêu. Và ông bà ta có nói một cái câu đó là cờ bạc là bát thằng bần. Bây giờ rượu chè, quý vị thấy rằng nó không phải tiêu tiền nhiều, nhưng mà chính rượu chè đó là mất trí, chính rượu chè đó là làm cho mất sức khỏe, chính rượu chè làm cho bệnh hoạn, và chính rượu chè làm cho người ta mất đi cái uy tín, mất đi cái thanh danh. Bởi vì một khi mình tỉnh táo thì người ta sẽ giao lưu với mình, người ta sẽ giao dịch với mình, người ta sẽ nói chuyện buôn bán hay hoặc là giao dịch gì. Còn nếu một khi mình đã sai rồi là người ta không có giao dịch mình. Mà một khi mà sức khỏe đã suy tàn rồi là do rượu đó, thì chúng ta thấy nó tác hại như thế nào. Do cờ bạc thì nó tác hại như thế nào. Thì do là cái người sao? Cái người đó thiếu giới, không có giới. Và do không có giới như vậy đó thì tài sản bị mất. Trong khi ở đây Đức Phật Ngài nói là cái người gìn giữ tài sản lại cái người là có tài sản. Người gìn giữ giới lại là người mà có tài sản. Thì chúng ta sẽ suy nghĩ, không là cách trực tiếp tạo ra tài sản, nhưng mà đó là cách gián tiếp để tạo ra tài sản. Mình hiểu theo cách nào đó thì cái người giữ giới cũng là cái người để tạo ra tài sản. Tạo ra tài sản. Thì ở đây chúng ta thấy rằng do cái người có thu thúc thì họ có được tài sản. Tài sản mà chúng ta có đó, thì xin thưa quý vị, thứ nhất là do phước của chúng ta. Do phước của chúng ta. Phước của chúng ta sanh vào trong một gia đình. Do chúng ta có phước cho nên chúng ta sanh vào gia đình cha mẹ chúng ta, có của ăn của để thì chúng ta sanh vào gia đình giàu sang, từ đó chúng ta kế thừa lên thêm. Phước chúng ta có phước cho nên chúng ta mới sanh được trong gia đình đó. Rồi cái thứ hai nữa là phước đó là do chúng ta siêng năng, lao động, cần kiệm mà chúng ta có được cái tài sản đó. Ông bà nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cần là ở chỗ đó. Cho nên ở cần ở đây là sự siêng năng của mình. Cần ở đây là cần mẫn siêng năng, chứ không phải là tài sản ở đâu có. Nhưng mà vì sao mà nói là cái người giữ giới là có tài sản? Thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi ở đây. Vì chính cái người có giới là những người tạo ra tài sản và gìn giữ được cái tài sản đó. Một khi chúng ta giữ giới thì cái sự có phước của chúng ta có. Và khi chúng ta có phước thì chư thiên, những vị thiện thần, những vị thiện chư thiên, những vị thiện thiên đó, thì họ sẽ hộ trì chúng ta. Mọi việc chúng ta sẽ làm nó có sẽ thuận lợi. Rồi mọi việc chúng ta cũng tránh đi những cái gì, những cái do rằng là chúng ta tạo dựng ra có của tài sản, và là những cái nạn tai nó có thể tránh, nạn tai có thể tránh. Quý vị thấy là nhiều khi á, chúng ta cứ gẫm nghĩ coi,
Một khi mình tạo của cái tiền bạc vật chất rất là nhiều, nhưng mà lỡ một cái tai nạn gì đó, nhiều khi mình bán cái tài sản ra để mà mình chữa, mình cứu chữa lấy cái tai nạn đó, đó cũng tiền bạc mình, tài sản mình cũng sẽ hết. Hoặc là mình bị người ta vu dạ về cái tội gì đó, vu khống gì đó, mình ở tù ở rạc đó, rồi mình chạy đó, mình lo ra đó, thì cái đó nó cũng là tốn tiền. Hoặc là chúng ta có một cái chuyện gì xảy ra, bệnh hoạn cái là bao nhiêu tiền chúng ta đổ ra để cứu lấy cái mạng sống này, chữa được cái bệnh hoạn này, thì mỗi cái chuyện đó là đều là do chúng ta có phước. Nếu chúng ta thiếu phước một chút á, thì nhiều cái việc mà nó làm cho chúng ta phải khổ, nó là như vậy. Rồi như vậy á, thì cái điều thứ hai ở đây là nói đến cái việc giữ giới, là cái quả của việc giữ giới đó là khởi lên là do chúng ta sẽ có được đầy đủ tài sản. Bây giờ khi mà mình sanh lại làm người đó, thì mình sẽ hưởng phước ở cõi người. Danh vọng, địa vị, của cái vật chất, vân vân. Mặc dù là cái mục đích cuối cùng của việc giữ giới người tu Phật của chúng ta không phải là chỉ giới hạn đó, nhưng mà nói trên phương diện phước hữu lậu đó, thì rõ ràng là do chúng ta giữ giới. Mà nếu giới đó còn mang lại cái quả lành mà do chúng ta làm, thì nếu chúng ta sanh lại làm người, thì chúng ta sẽ hưởng phước ở cõi người. Và nếu chúng ta sanh lại làm một vị thiên nào đó ở cõi trời, thì chúng ta sẽ hưởng phước ở cõi trời đầy đủ là thiên sắc, thiên hương, thiên thọ mạng, thiên danh xưng. Thiên sắc tức là sắc đẹp của một vị thiên, thiên hương tức là cái mùi hương của giới hạnh, cái mùi hương của một cái vị thiên đó nó tỏa ngát ra, đó là thiên hương. Thiên danh xưng tức là được một cái các vị chư thiên tán tụng ca ngợi vị thiên đó. Và thiên thọ mạng tức là họ sẽ sống thọ đầy đủ cái tuổi thọ ở cõi đó. Thì ở đây đó chúng ta nói là do cái phước gì, phước của cái điều giữ giới. Mà khi người đó họ giữ giới, họ sanh lại cõi trời, thì họ hưởng phước ở cõi trời. Khi họ sanh lại các cái cõi chư thiên, thì họ sẽ hưởng phước ở các cái cõi chư thiên đó. Sanh lại cõi người thì hưởng phước cõi người, sanh lại chư thiên thì sẽ hưởng phước ở cõi chư thiên. Chúng ta nhớ cái câu chuyện ở trong Kinh Pháp Cú, có một thiện nam tên là Thâm Mý Cát. Cả đời ông là thực hiện cái pháp bố thí, thực hành cái pháp bố thí, thực hành cái pháp trì giới. Chẳng những như vậy đó mà ông còn khuyến khích con cháu của ông nên thực hành những cái điều như vậy. Và khi mà ông sắp sửa lâm chung thì 6 chiếc xe ở 6 cõi trời đến để mà rước ông. Tức là giống là như là cái người mà có nhiều của cải vật chất, có nhiều tiền của, thì họ có thể có quyền chọn cho họ một cái nước để họ đi định cư. Giống như chúng ta nghe ở bên Canada hay là Hoa Kỳ chẳng hạn, mình có một cái số tiền là bao nhiêu đó, số tiền đó thật là lớn, số tiền đó bao nhiêu đó họ thấy họ quy định, thì họ sẽ cấp cho mình visa định cư ở tại cái đất nước đó. Như vậy thì họ có quyền chọn lựa. Ý chúng tôi muốn nói ở đây, một người mà có phước thì có quyền chọn lựa ở cái nơi tái sanh của mình. Vì sao mà tới 6 cõi trời sẽ đem 6 chiếc thiên xa, tức là 6 xe trời đến mà rước cái thiện nam tinh Thâm Mỹ Cá này, và cuối cùng thì ông cũng sanh thiên. Đó là do cái phước của ông, ông có thể chọn lựa. Thì đây là cái phước do cái gì? Cái việc giữ giới của chính mình. Mà nếu mà mình sanh lại cõi trời thì mình hưởng phước ở cõi trời, và mình sanh lại cõi người á, thì mình sẽ hưởng phước ở cõi người là như vậy. Trong 5 quả báo của cái người giữ giới, quả của người, quả lành của cái người giữ giới đó là gì? Thứ nhất là tiếng lành đồn xa như nãy giờ chúng tôi đã nói. Cái thứ hai là đầy đủ tài sản. Thứ ba là dạng dĩ. Thì hai cái điều này đó, thì thứ hai, thứ ba và thứ tư á, là hai cái điều này chúng ta, mặc dù là chúng ta nói quả lành của cái việc mà chúng ta giữ giới đó là dạng dĩ và tâm không tán loạn. Đó là hai cái điều này xem như là phụ đi. Là vì sao?
cái người mà giảng dĩ trước hội chúng á, giảng chỉ ở đây không phải là liều lĩnh, giảng dĩ ở đây không phải là ngang tàn, mà giảng dĩ ở đây là vì họ xét lại chính họ, họ không có điều gì mà để hối hận, không có điều gì để cho tự trách lấy mình hay hoặc là người khác chê trách mình, cho nên họ sẽ là giảng dĩ trước hội chúng. Dù là hội chúng nào, đông người như thế nào thì họ vẫn là giảng dĩ. Giảng dĩ. Cái thứ tư ở đây đó là quả báo, quả của cái việc giữ giới đó là tâm không tán loạn. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta làm cái điều lỗi lầm gì đó thì cái tâm của chúng ta nó sanh ra cái sự rai rứt, tâm ra cái sự sanh ra cái sự mà gọi là buồn bã, hay là sanh ra một cái tâm gọi là hối tiếc hoặc là hối hận. Hối hận với những hành vi mình đã làm, những hành vi xấu mà mình đã làm. Cho nên là nhớ lại những điều đó mình hối hận, là tâm không định tĩnh được. Thấy không? Rồi hối tiếc là hối tiếc với những việc thiện mình đã bỏ qua. Trong khi một người giữ giới là họ có chánh niệm, họ phải giữ giới tốt là họ có chánh niệm. Họ luôn luôn cái luôn luôn có một cái đời sống chánh niệm, họ mới giữ giới tốt được. Cho nên là cái người mà giữ giới tốt, tâm của họ không bao giờ mà bị, họ sẽ giữ giới tốt, họ không bao giờ mà cái tâm mà bị tán loạn. Đây là chúng ta nói đến cái quả thứ ba và quả thứ tư, thì xem như là việc phụ ở trong năm cái quả lành của cái người giữ giới. Và cái điều cuối cùng ở trong nội dung bài kinh này đó, thì Đức Phật ngày dạy là sao? Đức Phật ngày dạy là cuối cùng đó thì sẽ được là cái quả sẽ sanh lên thiên giới. Sẽ sanh lên thiên giới. Thì như vậy đó, quý vị thấy nè, thiện nam thăm mấy cá, hoặc có một ông thiện nam tên là Thăm Ma, chúng tôi nhớ không lầm là tên là Mahakala Kala, tức là một cái ông thiện nam, ông giữ giới, ông ta giữ giới bát quan đó, mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, mỗi buổi sáng thì ông thường đến chùa để giữ giới, giữ giới, đến xin Đức Phật cũng như là chư tăng cho ông để truyền cái thọ trì bát quan trai giới cho. Nó cứ như vậy ông hành tới sáng sớm ngày hôm sau ông trở về, thì khi mà ông bước ra đó thì quý vị biết rằng là lúc đó có cái đám ăn cướp, cái đám ăn cướp ăn trộm ở trong làng đó, nó trộm đồ ở trong làng đó, thì nó rượt theo, dân làng rượt theo, quần chúng họ rượt theo, nhân dân họ rượt theo, như vậy dân làng họ rượt theo để họ đánh. Rồi cuối cùng là cái tin, những cái tin, những cái người cướp này đó, người cướp này đó mới quăng cái gói đồ mà những cái người cướp này mới vừa cướp được á, quăng cái trước mặt của cái người thiện nam này. Đường người thiện này đang đi về trên đoạn đường từ trong chùa, khi mà thọ giới xong rồi sáng hôm sau về sớm á, về thì nó quăng trước. Thì người thiện nam này cũng đâu có biết cái gì, quăng thì những cái người dân làng họ chạy tới, họ thấy cái gói đồ trước mặt của cái ông thiện nam này, cho nên họ đè, họ đánh ông thiện nam này chết luôn. Đánh ông thiện nam này chết đó là do quả báo từ đời xưa, quả báo từ nhiều kiếp trước. Có một lần nọ ông làm quan ở một cái nơi vậy đó, một cái nơi giống như quan ải vậy đó, quan giữ ải, bây giờ mình nói là cửa khẩu đi, nói giống như là cửa khẩu từ ở vùng này, địa phương này qua địa phương khác, quốc gia này qua quốc gia khác. Thì thấy hai vợ chồng của cái cô này, cái anh chàng này có cái cô vợ đẹp, và đi vô xin tá túc nghỉ đó. Vợ đẹp người ta thì lại đem lòng muốn chiếm đoạt. Cho nên cái đêm hôm đó đó là giả như là bị mất đồ ở trong cái cửa khẩu đó vậy đó, quan ải đó đó, giả như là bị mất đồ, rồi tung hô ra đó là nói rằng cái anh chàng mà hai vợ chồng này nè, cái anh chàng mà có cô vợ đẹp đó đó lấy đồ, cho nên đánh cái anh chàng đó chết luôn, rồi bắt cái cô này làm vợ. Do cái quả đó đó mà anh chàng này đó là chúng ta biết là bị đánh kiếp cuối cùng, kiếp này đó là bị đánh, cái kiếp hiện tại thời Đức Phật đó là bị đánh, đánh đến đánh chết luôn,
là do vị người ta du khống. Thì hồi trước du khống người ta thì bây giờ vị người ta du khống lại đó. Nhưng mà cái quả lành của anh ta đó, anh ta giữ giới thì anh ta được sanh thiên giới. Thì điều này chúng ta không cần phải bàn sâu rộng thêm, chỉ nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái gì nó ra cái đó. Nhân lành thì có quả lành, nghiệp lành thì có quả an vui. Nhưng mà nghiệp ác thì thấy nào cũng dẫn lấy cái, nhận lấy cái quả khổ đau, nhận lấy quả khổ đau. Thì cái việc thứ hai, mà cái quả thứ ba mà chúng ta muốn nói ở đây, Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà giữ giới đó là sẽ sanh thiên giới, sanh thiên giới. Thì chúng ta thấy rằng là một cái người giữ giới, chúng tôi chỉ nói là một người mà có tam quy và ngũ giới tốt đẹp, trong sạch, thì cái người đó, mệnh chung người đó họ cũng được sanh thiên giới. Chứ không phải là cần cái gì nhiều. Nhưng mà cái mục đích tu tập của mình á, nó cũng không phải là chỉ dừng lại ở chỗ là được ba cái quả báo này không đâu. Là được tiếng lành đồn xa, được có giống như là người mong mọi người khác tán thán mình, hoặc được nhiều tài sản, hoặc là được sanh thiên giới. Nhưng mà nói ở đây đó là ba cái quả báo chính, tức là cái phước hữu lậu của một người giữ giới. Khi mà chúng ta còn tái sanh lại cõi người, tái sanh lại cõi trời, thì chúng ta sẽ hưởng những cái phước đó như vậy. Như vậy thì chúng ta nghe cái bài kệ ở đây đó: bậc trí hộ trì giới, hy vọng được ba lạc, được khen, được tài sản, đời sau sống hoan hỷ trong cảnh giới chư thiên. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, nếu không làm điều ác nhưng theo kẻ ác làm thì bị nghi làm ác. Điều này chúng tôi giải thích luôn để cho quý vị thấy rằng cái câu mà ngạn ngữ nho tiếng Hán, người ta có cái câu là như thế này nè: hoa điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan. Có nghĩa là mình qua ruộng dưa đó thì không có nên cúi xuống để mà mình sửa chiếc dài của mình, vì mình sửa chiếc dài thì người ta sẽ nghi mình bẻ dưa của người ta. Và mình qua vườn mận á thì mình không nên mình chỉnh cái nón của mình, vì mình chỉnh cái nón người ta sẽ nghi cái giường mình bẻ mận của người ta. Ở đây chúng tôi muốn nói, mượn cái câu đó để chúng tôi muốn nói như thế này: tức là mình không làm ác, nhưng mà mình thân cận với những cái người ác đó thì mình sẽ bị dạ lây, bị người ta nghi mình. Cho nên là chúng ta tránh cái điều đó. Tiếng xấu gì đó, cái người mà không làm ác thì mình tuyệt đối mình cũng không nên thân cận với những cái người ác. Mình thân cận thì chúng ta sẽ bị nghi, cũng như là sẽ bị dạ lây đến chúng ta. Rồi bây giờ này chúng ta sẽ thấy nè: và bị tăng tiếng xấu. Thì quý vị thấy không? Tăng tiếng xấu. Khi mà mình thân cận với những cái bạn xấu á, thì mình sẽ bị cái tiếng dạ lây đó thôi. Dù chúng ta không làm ác thì chúng ta sẽ bị dạ lây. Còn nếu chúng ta làm ác bắt chước theo họ thì mình bị theo cái gì? Bắt chước theo họ. Thì cái đó là do cái tập quán của mình, tập quán nghiệp của mình tạo ra, do thân cận với những cái người xấu, ác xấu, cho nên là mình dễ dàng bị ảnh hưởng đến họ. Tức là người ta sẽ tác động mình làm theo những cái điều xấu, điều ác gì đó do mình thân cận với họ. Giống như người làm bạn, giống như người làm theo, người này giống người ấy, giống như người cộng trú, người theo, người được theo, người theo, người được theo. Người được theo, xúc chạm được xúc chạm, như cây tên nhiễm độc, nhiễm bó tên chưa nhiễm, bậc trí vì sợ nhiễm nên không bạn kẻ ác. Chúng ta nghe Đức Phật Ngài giải thích như vậy để mình hiểu, hiểu này. Khi mà mình làm bạn với kẻ ác á, thì mình sẽ bị như vậy đó, bị nhiễm bó tên chưa nhiễm. Như cây tên nhiễm độc, nhiễm bó tên chưa nhiễm. Bây giờ nè, một cái bó tên mà có một cái mũi tên mà nó bị nhiễm, bị thuốc độc tẩm trộn rồi, thì những cái khác á, mình bó vô trong đó đó,
Những cái mũi tên khác á, không có độc, nó gần gũi với cái độc, chỉ cần một chút thôi thì có thể là mũi tên nó là mũi tên độc rồi. Cho nên là trước đây thì mũi tên không độc, nhưng mà khi mà bó gần với cái mũi tên mà có độc á, thì rõ ràng nó sẽ bị nhiễm. Đức Phật ngày ví dụ cái hình ảnh vậy để cho chúng ta thấy. Bất trí gì sợ nhiễm, nên không bạn kẻ ác với ngọn cỏ cứu xá. Ngọn cỏ cứu xá dùng gói đồ cá thúi. Chúng tôi cũng không có rõ cái trong từ điển Phật học giải thích rõ rõ cứu xá như thế nào, chúng tôi chưa tìm hiểu. Nhưng mà ở đây được cái ví dụ là một loại lọ cỏ cứu xá. Cứu xá là gói cái cá thúi á, cá trong. Thì quý vị biết rồi, cá mà nó thúi á, thì làm cái gì thúi bạc, nó hôi lắm, nó hôi lắm. Và khi mà cái loại cá đó, đó mà mình gói vô bằng cái lá cỏ cứu xá thì lâu ngày nó thúi. Chúng tôi nhớ rằng khi mà mình đi ra chợ ở trên những cái vùng miền mà có cái cây giá tỵ đó. Giá tỵ là ngày xưa mà chúng ta nhớ là ở cây số 125 rồi đó, có vườn giá tỵ của bà Ngô Đình Nhu trồng khoảng thập niên 60 50 đó. Thì chúng ta thấy rằng trồng người ta bẻ cái lá đó, người ta gói cá, gói cá. Thì ở đây cái ví dụ á, có thể nói rằng là mình lấy cái lọ cỏ cứu xá đó mà mình gói cá thì nó sẽ hôi thối luôn cái lá đó luôn. Dù lá đó là được người ta trọng dụng như thế nào, được người ta quý nó như thế nào không cần biết, nhưng mà nó gói với loại với cá thúi á, thì nó sẽ bị hôi thối luôn. Cũng vậy, gần kẻ ngu, còn người dùng ngọn lá gói hương ta ga ra. Ngọn lá bay mùi thơm. Chúng tôi cũng không biết là ngọn Gatala được phiên âm từ cái từ gì. Cũng vậy, bậc gần bậc trí, do vậy nhờ nghĩ đến cái vỏ bằng lá ấy, biết được những cái gì sẽ rơi vào tự mình. Bậc hiền trí không theo những hạng người bất thiện, chỉ biết làm bản thân những người lành hiền thiện. Những kẻ ác bất thiện dắt dẫn đến địa ngục, còn những kẻ tốt lành đạt đến cảnh thiện chí, thiện thú. Thiện thú thì chúng ta thấy rõ rồi, Đức Phật ngày dạy rằng mình gần với kẻ ác thì mình sẽ bị dạ lây, rồi có thể là mình bị quả báo khổ sanh trong ác thú. Còn nếu như chúng ta gần với những cái người lành, gần với người hiền, người thiện, thì chúng ta sẽ được, thứ nhất là tâm của chúng ta được an tịnh, và chúng ta sẽ được không bị giả lây, và chúng ta sẽ được một cái tâm thanh tịnh do cái việc giữ giới của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nói lên cái phước hữu lậu, thì rõ ràng là khi chúng ta còn ở cuộc đời này, chúng ta còn luân hồi, còn sanh tử, chúng ta sanh lại cõi người, cõi trời, thì chúng ta có được những cái điều tán thán do cái sự giữ giới. Cái thứ hai là chúng ta có được đầy đủ tài sản. Nếu sanh lợi cõi người thì chúng ta có nhân sản. Chúng ta sanh lợi cõi trời thì chúng ta có thiên sản, tức là tài sản của chư thiên. Tài sản của chư thiên. Và điều cuối cùng là khi mà mình mẫn chung, tức là khi mình lâm chung á, thì mình sẽ là gì? Sẽ là sanh thiện thú, do cái việc mà giữ giới đó. Nhưng mà đó là nói trong cái giới hạn của phước hữu lậu. Nhưng khi chúng ta nói đến cái phước vô lậu đó, thì giữ giới á, nó là làm cho cái tâm của mình thanh tịnh, cái tâm của mình dễ dàng thanh tịnh. Vì vậy cho nên có cái câu là người trong kinh Pháp Cú, trong kinh Tương Ưng, Đức Phật có dạy rằng người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Tức là cái người mà trú giới đó thì chính là cái người có trí, và nhờ cái tâm thanh, nhờ cái giữ giới được tốt đẹp đó, thì cái tâm của họ dễ dàng thanh tịnh. Và tu tập tâm và tuệ ở đây chúng ta nói là
Tu tập tâm tức là đắc được thiền chỉ hay là thiền định, thiền Samatha Phavana, tức là cái tu tiến ở trên phương diện thiền chỉ, chúng ta thành tựu được tứ thiền hay là bát thiền. Còn tuệ ở đây đó là do tuệ quán chiếu mà chúng ta chứng quả vị thánh nhân, là do chúng ta giữ giới. Vì vậy bậc tổ đức chúng ta có nói cái câu là giới năng sanh định và định năng sanh tuệ. Thì cái bài học hôm nay đó là nói đến ba cái quả lành của cái người giữ giới, là thứ nhất là được mọi người khác tán thán biết đến, thứ hai là được đầy đủ tài sản khởi lên do cái sự tu túc giữ giới của chính mình, thứ ba nữa là sẽ được thanh sanh thiện thú. Thiện thú ở đây là hiểu là ở cảnh giới vui. Cảnh giới vui là nếu nói trong di diệu pháp là từ cõi người cho đến tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên. Và chúng ta giữ giới không phải là mục đích cuối cùng, không phải là giữ giới chỉ được những cái quả báo đó không, mà giữ giới để an tịnh nội tâm, tức là giới năng sanh định và định năng sanh tuệ. Cũng như chúng ta tu tập về bát chánh đạo thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là cái phần mà Đức Phật ngài nói là giới. Tại vì chúng ta giữ giới như vậy để chi? Tâm của chúng ta được dễ dàng an tịnh. Và tâm dễ dàng an tịnh thì chúng ta sẽ dễ dàng đắc định. Đắc định. Và khi đắc định như vậy đó là chúng ta sẽ dễ dàng cái trí tuệ. Chúng ta tu tập trí tuệ để nhạy bén thấy rõ được vô thường, thấy rõ được khổ, thấy rõ được vô ngã liên quan với năm uẩn của chính mình. Thì như vậy đó thì cái trí tuệ nó phát sanh lên đó, thì mới là cắt đứt được những cái phiền não. Thì người đó mới có thật sự là đạt được cái tuệ giải thoát, hay là đạt được cái pháp gọi là vượt ra khỏi các pháp lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Như vậy thì cái bài học hôm nay nói giới hạn ở trong ba cái quả lành do cái người giữ giới. Do cái người giữ giới. Nhưng chúng ta không phải là chỉ giới hạn ở trong ba cái quả lành này không, mà một người đắc quả vị thánh nhân hay là một người chứng thiền thì cái người đó cũng phải là giờ giữ giới, phải nhờ giữ giới. Vì vậy giới năng sanh định, định năng sanh tuệ mà chư tổ đức chúng ta thường nói. Như vậy thì cái việc mà cái người giữ giới đó nó tạo được cái quả lành. Và ở trong cái nội dung bài này thì Đức Phật ngài nói rằng cái người mà không nên thân cận với bạn ác xấu. Khi mà thân cận với những bạn ác xấu thì sẽ có dạ lây, có quả báo khổ, giống như là cái loại cỏ cú xá mà gói cá thối như vậy thì nó sẽ bị dạ lây. Còn nếu mà cái cỏ cỏ cái gọi là cái hương mà tagala gara ở đây đó mà gối với lại cái những cái dùng cái loại đó thì cái hương đó nó sẽ tỏ ra cái mùi thơm. Như vậy thì nói đến cái tính thân cận của một cái người thiện gần với cái người hiền, gần với những người mà có giới. Cho nên trong kinh thập thượng á thì Đức Phật có dạy, ngài Xá Lợi Phất có dạy đó là bốn cái nhân tiến hóa của một cái người tu tập. Thứ nhất là mình ở một cái trú xứ thích hợp, Batiru Bade Sawaso, đó là một cái trú xứ thích hợp. Cái thứ hai là mình thân cận những cái bậc thiện trí, thân cận bậc thiện trí. Thứ ba nữa đó là mình biết tạo phước để dành trước. Là thứ tư nữa đó là mình cần có những cái nơi, tức là mình làm sao cho cái tâm của mình, Batiru Bade Sawaso là ở trú xứ thích hợp. Thứ hai là thân cận bậc thiện trí. Thứ ba là gần gũi với bạn lành. Và thứ tư nữa là mình tạo phước để dành trước. Đó là những cái nhân để cho chúng ta được tiến hóa. Như vậy thì cái bài học hôm nay nói đến giới, trong ba cái quả lành của cái người giữ giới là được tiếng lành đồn xa,
được đầy đủ tài sản và khi mệnh chung sanh thiên giới. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái dự giới nó cũng không phải là chỉ giới hạn bấy nhiêu, mà là để làm cho cái tâm của chúng ta được thanh tịnh, dứt trừ những phiền não, giải thoát trong tương lai. Đó là mục đích cuối cùng của chúng ta là như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời đó, thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nguyện phần phước này xin hướng nguyện đến tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc ở trong chánh pháp này. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa, và con kính thỉnh thượng tọa minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính nhân bích đến sư.